Bình luận nhận định trên và chứng minh theo quan điểm của nhóm. Nào, quay số thảo luận nhanh lên. Dưới ơi, sao để thảo luận dễ bán hàng là chỉ cần khéo thôi nhỉ? Ừ, tôi thấy khéo léo thì sẽ có nhiều khách hàng đến chị nhỉ, bán được nhiều hàng. Không phải. Thấy chưa? Không phải thế. Tôi nghĩ là bán hàng thì phải cần chuẩn bị những thứ mà khách hàng cần. Không, theo tôi chỉ cần khéo léo là được rồi. Mấy cô bán hàng ngoài kia cũng chỉ cần mời khéo là tôi mua mà. Nhưng mà có khéo đến mấy mà tôi không có nhu cầu, tôi mua về để làm gì? Mua về có dùng đâu? Về nhà thì vứt xó để nó mọc rêu lên à? Để biết những thứ gì mà khách hàng muốn và sẽ muốn gì để đáp ứng được thành công được chứ. Cậu không nhớ câu hỏi thì marketing giữa kìa? Phải bán những thứ mà khách hàng cần chứ không bán những thứ mình có đấy ạ. Đúng rồi, bán hàng nghệ thuật mà người bán hàng là nghệ sĩ. Như hai cô ấy thì nghệ sĩ ở đâu? Này, phải là thảo đâu mọi chém ấy không tìm xem. Mày thầy cho mày điểm kiểm tra thấp thế. Ừ nhá, 18.5. Đã thế chuyên cần ngực lắm chứ. Chắc là bọn mình phải học lại môn này hết đấy. Thôi hay để tao gọi điện cho anh người yêu. Giả bài môn marketing điểm thấp quá anh ạ. Chắc là em phải học lại môn này mất thôi. Em làm sao đấy? Mình bình tĩnh, đừng làm gì hết rồi. Thế ăn gì không? Anh mua nhá, ăn bận nhá. Ừ, anh sang bây giờ. Chắc chắn cầm được tiền ở tay anh, ở đây cho anh.
của em 10.000 nhá. Có gì làm sao lại đến nhá. Ở đây chị bán rẻ ăn cái gì cũng có nhá. Nhớ nhá. Hello, what a balloon, not dead, not dead. Hello, what a balloon, not dead.